Các bạn đang đến với chương trình Lật Lại Kỳ Án của Luật Pháp Trị, nơi chúng tôi sẽ đi sâu vào những vụ án chấn động, những bí ẩn chưa có lời giải, những sự việc kinh hoàng được đưa ra ánh sáng, và còn cả những âm mưu đang ẩn giấu chờ được chúng ta khám phá. Hãy dõi theo những diễn biến gay cấn của vụ án vào lúc 20 giờ tối Chủ nhật hàng tuần. Cháy chung cư mini, khi chờ đợi không còn là hạnh phúc. Ngày 13 tháng 9, ghi nhận vụ cháy hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại chung cư mini cao 9 tầng tại ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, nơi sinh sống của 45 hộ gia đình. Đây là vụ cháy nghiêm trọng xảy ra gây hậu quả nặng nề, đến nay đã xác định được 56 người tử vong và 37 người bị thương. Vụ cháy ghi nhận số người thương vong lớn nhất trong vòng 21 năm qua. Chỉ sau vụ cháy trung tâm thương mại quốc tế ITC ở thành phố Hồ Chí Minh năm 2002, khiến 60 người tử vong, 70 người khác bị thương. Giữa ngọn lửa của hỏa thần. Ngọn lửa bắt đầu từ tầng để xe của chung cư khi sạc của chiếc xe điện phát nổ, dẫn đến đám cháy lây lan. Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã đến sau tầm chục phút, nhưng họ không thể tiến vào con hẻm nhỏ và buộc phải dẫn vòi rồng vào trong ngõ sâu để dập lửa. Khoảng thời gian từ 23 giờ 30 phút tới hơn một tiếng sau đó là quá trình để dập tắt đám cháy và cố gắng cứu những người bị mắc kẹt bên trong. Khung cảnh lúc ấy thật hỗn loạn khi những tiếng la hét, kêu cứu thất thanh hòa cùng với cột khói đen nghi ngút và ngọn lửa ngùn ngụt bốc thẳng lên giữa lòng thủ đô. Những con người trong thảm cảnh ấy khi cố nhảy xuống mái tôn của những căn nhà bên cạnh để thoát thân, người thì hô hào để dập lửa, cứu những người bên trong. Tất cả đang giành giật sự sống từng chút một từ tay của tử thần. Cách hiện trường vụ cháy đó khoảng 300 mét. Ai còn thức lúc ấy chắc hẳn cũng phải nghe thấy rất nhiều tiếng kêu cứu thất thanh của người già có, trẻ có từ tầng thượng chung cư. Tuy nhiên, sau tầm hơn 5 phút, tiếng kêu ấy lịm đi dần rồi tắt ngấm hẳn. Căn chung cư ấy là mái ấm của 45 gia đình và 150 người trên một khu đất có diện tích 200 m². Tòa nhà thiết kế kiểu ống, chỉ có một lối thoát ra ở cửa chính tầng 1 là nơi để xe. Các tầng còn lại là các căn hộ cho thuê. Mỗi căn hộ có diện tích từ 20-40 m², có lối ra để phơi quần áo, có ô thoát ra nhưng chỉ để thông khí là chính vì không có thang xuống. Có thể nhận định đây là vụ cháy không lối thoát. Thiết kế kiểu chuồng cọp này đã đẩy không biết bao nhiêu gia đình vào cảnh khốn cùng của sinh tử. Sau này trên báo có ghi lại khoảnh khắc của anh Thắng, trụ cột của một gia đình tại tầng 3 chung cư này, khi tìm cách giải cứu cả gia đình mình như sau. Khi có tiếng chuông báo cháy, anh dựng vợ con dậy và kêu con gái 9 tuổi dẫn em trai 8 tuổi chạy lên tầng thượng để tránh khói và chờ cảnh sát đến cứu trước. Còn vợ chồng anh lại tìm chăn màn, quần áo, nhúng nước bịt kín các khe hở ngăn khói xộc vào căn hộ. Tuy nhiên, khói và lửa ngày càng dày đặc, thang máy ngừng hoạt động, thang bộ không thể tiếp cận, mọi lối thoát bị chặn. Nghĩ liều, ném chiếc chăn xuống mái tôn nhà bên cạnh, anh Thắng ôm chặt con gái 27 tháng tuổi, nhảy từ tầng 3 xuống. Cú va đập khiến anh choáng váng, chống tay trái thấy đau nhói mới biết đã gãy. Vợ anh sau đó cũng nhảy xuống mái tôn, vốn đã võng, chịu thêm vật nặng liền thủng, cả ba người rơi tiếp xuống phía dưới, cố nhịn đau bỏ ra ngoài. Sau đó, dù đã được cấp cứu tại bệnh viện nhưng tinh thần của anh vẫn chưa hồi phục vì có lẽ đó là cú sốc quá lớn trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc khiến anh vẫn chưa bình tĩnh nổi. Sau đám cho tàn, 15 xe cứu hỏa cùng khoảng 100 cảnh sát được điều động tới hiện trường. Gần một tiếng sau, ngọn lửa được khống chế nhưng bên trong vẫn cháy dữ dội. Cuối cùng, những chiếc xe cháy rụi chỉ còn trơ lại khung xe. Những mảnh tường cháy đen, những tài sản trong từng căn hộ hầu như không còn nguyên vẹn là những gì còn sót lại sau đám cháy kinh hoàng. Đây là lúc cảnh sát đi lùng sục để tìm kiếm nạn nhân. Cơn mưa lúc ấy như hòa làm một vào không khí đau thương, tang tóc sau đám cháy.
Suốt từ đêm tối cho đến khi mặt trời lên thì cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục diễn ra. Nghe lời kể của đội trưởng đội cứu hộ ngày hôm ấy, mỗi chúng ta ai nấy như chết lặng. Có rất nhiều người chồng đống lên nhau gục cùng một chỗ. Khi tôi tiếp cận được tầng 8, phải nói là một nơi kinh hoàng. Tôi đã xuống nói với đội cứu hỏa là có lẽ 20 cái túi này không đủ. 20 cái túi mà đội cứu hỏa mang đi lúc ấy để đựng thi thể nạn nhân xấu số. Nhưng số bao ấy là không đủ so với số lượng những người gục xuống nơi tử thần răng lưới. Có lẽ bất cứ ai xem được cảnh các chiến sĩ cảnh sát giải cứu nạn nhân đều thấy nghẹn nghẹn rơm rớm. Cố lên con ơi, cố lên, hãy sống và ở lại với các chú là những câu nói động viên da diết của các chiến sĩ khi giải cứu thành công các nạn nhân sau vụ cháy. Đau lòng hơn, tất thảy là những người lòng như lửa đốt chờ đợi người thân của mình như được cứu ra ngoài. Đó là những người bố, người mẹ đã tức tốc từ quê lên ngay khi nghe những dòng sét đánh ngang tai, những câu nói cuối cùng của con mình: con sắp đi rồi. Còn gì đau đớn hơn kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Lướt đọc trang Hà Nội 24 giờ, bạn có thể thấy những tin đang tìm người thân ruột thịt trong vụ cháy. Những người đi tìm ấy cũng nóng ruột, lòng như lửa đốt khi ngóng trông những người thân mình trong vụ cháy mà lực bất tòng tâm. Nhưng đến cuối cùng, phép màu không xảy ra. Tất cả những người đang tìm người thân trên đó đều không có tin vui hồi báo lại. Được biết, gần 6 năm trước, bản tin của VTV cảnh báo rủi ro khi mua chung cư mini căn được nhắc tới có địa chỉ số 6 Khương Hạ, xây vượt cấp từ 6 lên 9 tầng. Không căn chung cư mini nào được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, bởi theo các chuyên gia, căn hộ dạng này ít nhiều vi phạm thiết kế, mật độ xây dựng cũng như quy định về phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra, hiện nay pháp luật chưa có định nghĩa cụ thể cũng như chưa có quy định điều chỉnh về chung cư mini. Do vậy, việc mua bán chung cư mini tự phát đang tồn tại rất nhiều rủi ro. Trách nhiệm thuộc về ai? Nằm trong ngõ hẻm sâu, dù đám cháy rất to nhưng xe cứu hỏa vốn muốn vào cũng phải cách 200 bước chân, không thể tiến sâu vào hơn được nữa. Theo tìm hiểu, chung cư mini trên được xây dựng sai phép. Sau đó chính quyền địa phương phát hiện có văn bản yêu cầu cưỡng chế nhưng công trình vẫn được tồn tại đưa vào sử dụng và dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như hiện nay. Cụ thể, ngày 11 tháng 3 năm 2015, ông Đặng Hồng Thái, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân lúc đó đã ký giấy phép xây dựng số 89/2015 cho ông Nghiêm Quang Minh. Theo giấy phép, đây là công trình nhà ở riêng lẻ, nêu rõ diện tích xây dựng tầng 1 có tầng lửng là 167,4m², mật độ xây dựng 70%, tổng diện tích sàn xây dựng 1.165,9m², tổng chiều cao công trình là 20,2m, không tính tum thang. Công trình được xây 6 tầng, tầng lửng và tum thang có không gian kỹ thuật. Tuy nhiên, theo ghi nhận tại hiện trường, thì đến nay công trình xây dựng trên 100% diện tích với 10 tầng, trong đó có 1 tầng hầm, 8 tầng nổi và 1 tum. Dù chủ chung cư mini là người nơi khác đến xây nhà và đã bán hết các căn trong tòa 8 năm về trước, tuy nhiên, trước hết, đây là người đầu tiên chịu trách nhiệm về đám cháy này. Theo đó, Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh, sinh năm 1979, ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo khoản 3, điều 313 Bộ Luật Hình Sự. Mức phạt cao nhất cho hành vi này lên tới 12 năm tù giam. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm. Có sự buông lỏng quản lý trong công tác xây dựng. Được biết, ông Đặng Hồng Thái đã nghỉ hưu vào đầu năm 2022. Theo ông Thái, khi chủ chung cư xây dựng sai phạm vào năm 2015, ông đã có hai văn bản chỉ đạo. Một là quyết định xử phạt trong báo cáo của Thanh tra xây dựng quận. Hai là quyết định cưỡng chế, giao Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân chủ trì việc cưỡng chế đó. Qua điều này có thể thấy, bên cạnh chủ chung cư, những người có thẩm quyền liên quan trong đó có cả ông Thái cũng có thể phải chịu trách nhiệm về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3, điều 360 Bộ Luật Hình Sự. Mức phạt cao nhất cho hành vi này lên tới 12 năm.
cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm. Những đối tượng ấy có thể là chủ tịch thanh tra xây dựng thuộc Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân, chủ tịch cán bộ thanh tra xây dựng thuộc Ủy ban Nhân dân Khương Đình, công an phòng cháy chữa cháy quận Thanh Xuân. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội hỗ trợ 37 triệu đồng trên một người thiệt mạng, 12,4 triệu đồng trên một người bị thương. Đối với các nạn nhân là trẻ em, Quỹ bảo trợ trẻ em thành phố hỗ trợ thêm 5 triệu đồng trên một trẻ thiệt mạng và 10 triệu đồng trên một trẻ bị thương phải điều trị tại bệnh viện. Sáng ngày 14 tháng 9, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đến thăm hỏi, đồng thời hỗ trợ các gia đình với mức 3 triệu đồng trên một người tử vong, 2 triệu đồng trên một người bị thương. Số tiền trên là trích từ lương của các công chức viên chức trong ngành. Ngoài ra, còn rất nhiều mạnh thường quân, những nhà hảo tâm gây quỹ đóng góp, chung tay giúp đỡ những người chịu thiệt hại sau vụ cháy, cho thấy sau đống tro tàn, tình người vẫn luôn nảy mầm và hiện hữu. Những người hùng giữa đám cháy. Đâu phải anh hùng nào cũng mặc áo choàng. Trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh anh shipper tên Nguyễn Đăng Văn đã giải cứu được 9 nạn nhân trong vụ cháy. Trước đó khoảng 1 giờ sáng ngày 13 tháng 9, anh Văn vừa kết thúc chuyến hàng cuối cùng, định đi ngủ thì nhận được tin báo chung cư nơi gia đình chị gái sống xảy ra cháy, liền tức tốc phóng xe đến hiện trường. Tới nơi, lo lắng cho sự an toàn của người thân, anh không nề hà gì, cùng các chiến sĩ vào bên trong hiện trường cứu người. Anh Văn sau đó cũng đã tìm thấy và đưa được 7 nạn nhân ra ngoài. Anh tiếp tục vào trong tìm kiếm và cùng một cảnh sát đưa thêm 2 người khác ra ngoài cấp cứu. Cứu được 9 người, nhưng anh lại không cứu được người thân của mình, là cháu gái 9 tuổi, con của chị gái. Tôi rất buồn vì không thể cứu được cháu gái, nhưng tôi cũng mừng cho 9 người mà tôi đã cứu có cơ hội được đoàn tụ với gia đình. Văn nói và cho hay sẽ tiếp tục làm nhiều việc tốt hơn để mong có kiếp sau cháu cái được bình yên. Được biết, gia đình anh Thắng nói trên chính là anh rể của Văn. Ngoài ra, những người hùng ở đây còn kể tới các chiến sĩ công an, chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy với khuôn mặt đen nhẻm. Có người dường như lả đi vì tiếp xúc với khói bụi, tả tơi mệt mỏi vì dầm mưa, không quản gian khổ chạy ngược xuôi để dập tắt đám cháy và giải cứu các nạn nhân sau vụ cháy. Những người cha, người mẹ hy sinh để cứu con, cứu người thân của mình cũng đáng kể. Đây là lúc tình người được lan tỏa. Những mảnh đời dang dở đành bỏ lại bên ngọn lửa nghiệt ngã. Có những dự định mãi chẳng thể thành toàn. Lan Anh, cô gái sinh năm 1997, quê tại Bắc Ninh. 3 ngày trước, em vừa nhận được lời cầu hôn từ bạn trai. Hạnh phúc chia sẻ khoảnh khắc này lên mạng xã hội. Bạn bè người thân mừng rỡ chúc phúc. Nhưng tối hôm đó, vụ cháy đã khiến dự định ấy sẽ mãi mãi không thể thành hiện thực. Hay có cô gái sinh viên đã mất khi tuổi đời còn rất trẻ như cô bé tân sinh viên Thiên Hương mà Viện Báo chí, Học viện Báo chí tuyên truyền không còn được nói lời xin chào với em mà là lời vĩnh biệt. Chặng đường tiếp theo, bạn bè, cộng sự hứa sẽ cố gắng nỗ lực thay cả phần cho em, cho tương lai phía trước của em. Em Nguyễn Kim Oanh, sinh năm 1999, quê ở Thái Bình, đang học năm thứ 7 khoa bác sĩ đa khoa Đại học Y Hà Nội. Em rất giỏi, là một trong 3 sinh viên của Thái Bình thi đỗ bác sĩ nội trú Bệnh viện Đại học Y ngày 8 tháng 9 năm 2023. Em ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, mong bao ước mơ của cả một tương lai, nay tất cả chỉ còn lại cát bụi. Người thân của em chia sẻ, em tôi xinh lắm, em còn không nhuộm tóc, em tôi còn chưa có người yêu. Gia đình mất đi một người con và đất nước mãi mất đi một nhân tài. Hay một gia đình 7 người sống tại 2 tầng khác nhau trong vụ cháy đều không qua khỏi. Kết quả để lại hình ảnh những người mẹ, người vợ thất thần, khuôn mặt trở nên đờ đẫn vì khóc quá nhiều. Những ánh mắt ngơ ngác của những đứa trẻ khi tỉnh dậy tại bệnh viện ngây ngô hỏi bố mẹ đâu mà không biết họ đã vĩnh viễn nằm lại nơi đám cháy. Thật ám ảnh và xót xa biết bao. Tin buồn tiếp nối tin buồn. Cùng ngày xảy ra đám cháy ở chung cư mini trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục xảy ra 2 vụ cháy. Vụ cháy đầu tiên xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 chiều ngày 13 tháng 9 tại số nhà 45 phố Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm. Căn nhà bị cháy là nhà cấp 4, là một cửa hàng kinh doanh bán đồ điện tử, linh kiện máy tính.
Tiếp theo là một cửa hàng ăn uống có kết cấu lợp tôn. Đám cháy lan nhanh sang khu vực dãy nhà tạm trong ngõ 434 Lạc Long Quân, ảnh hưởng đến khoảng 5 nhà, đều là nhà lợp tôn, vừa là nơi ở, vừa là nơi sản xuất. May mắn thay, cả hai vụ không có người thiệt mạng về người xảy ra. Người ta thường nói, Hà Nội đẹp nhất khi vào thu bởi tiết trời mát mẻ, xen lẫn chút nắng, chút gió, se se lạnh. Nhưng khi đám cháy định mệnh ấy xảy ra, thứ còn lại chỉ còn là sự lạnh lẽo, u ám. Khi mà những tiếng khóc than, những ám ảnh trong tâm hồn, những đau thương mất mát sẽ còn đeo bám dai dẳng. Là những người chứng kiến, chúng ta chỉ biết xót xa, cầu nguyện cho những người đã khuất được yên nghỉ và mong rằng qua thời gian, nỗi đau của những người ở lại sẽ nguôi ngoai đi phần nào.